Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước năm 2020 với mức 1.430 đồng mỗi mét khối để dùng vào đầu tư duy trì, phát triển hệ thống thoát nước. Nội dung này được đề cập trong tờ trình của Sở Xây dựng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024 sau khi lấy ý kiến của nhiều sở ngành liên quan đã gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo đó, thì giá dịch vụ thoát nước bình quân năm 2020 trên mỗi mét khối là 1.430 đồng, chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Năm 2021 là 2.033 đồng, 2022 là 2.694 đồng, năm 2023 là 3.426 đồng và có mức 4.237 đồng vào năm 2024. Việc thu phí sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có xả nước thải về hệ thống thoát nước trên thành phố. Hộ thoát nước đóng tiền dịch vụ thoát nước không phải trả phí bảo vệ môi trường. Về phương thức thu, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Sawako sẽ căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng của hộ dân thông qua hóa đơn. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây liên tiếp có tin báo gửi đến Đại sứ quán Hàn Quốc về việc là một tổ chức với tên gọi Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Kinh tế Thế giới ECI đã mạo danh là đoàn thể có quyền hạn đối với công tác phái cử lao động thời vụ, đưa ra những nội dung sai sự thật, tiếp xúc với doanh nghiệp tư nhân trong nước, chính phủ ngoài nước, chính quyền địa phương, đại sứ quán và doanh nghiệp tổ chức nước ngoài để môi giới lao động thời vụ. Và trên báo điện tử vov.vn có bài viết cảnh báo xuất hiện tổ chức giả mạo đưa lao động đi làm thời vụ tại Hàn Quốc. Liên quan đến chương trình phái cử lao động thời vụ dành cho người nước ngoài do Hàn Quốc triển khai để tránh những thiệt hại có thể phát sinh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông tin về chương trình lao động thời vụ như sau. Chương trình phái cử lao động thời vụ dành cho người nước ngoài là chương trình mời và tuyển chọn người nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông ngư nghiệp sang làm việc tại các nông ngư gia trong thời gian khoảng 90 ngày, visa C4 hoặc là 5 tháng, visa E8. Đây là chương trình mà lao động thời vụ nếu làm việc trong ngành thì có thể được mời và phải cử sang Hàn Quốc liên tục hàng năm. Theo chương trình này, thì chính quyền địa phương của Hàn Quốc trực tiếp trao đổi với chính quyền địa phương nước ngoài và ký kết bản ghi nhớ về phái cử lao động thời vụ, sau đó tuyển chọn người nước ngoài của địa phương bên nước ngoài làm lao động để tham gia vào các hoạt động thời vụ ở địa phương bên Hàn Quốc. Ngoài chính quyền địa phương, mọi cơ quan, tổ chức hay cá nhân khác đều không được thực hiện hành vi chiêu mộ, tuyển chọn và phái cử lao động thời vụ, không được ủy quyền, do đó không nhận bất cứ khoản lệ phí nào. Nếu vi phạm nội dung này thì chính quyền địa phương hoặc người nước ngoài sẽ không thể tham gia vào chương trình phái cử lao động thời vụ tiếp theo. Liên quan đến vấn đề này thì Đại sứ quán Hàn Quốc khẳng định là ngoài chính quyền địa phương không bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân nào có quyền can thiệp hoặc là môi giới. Do đó các công dân Việt Nam cần đặc biệt chú ý để không phải chịu thiệt hại đáng tiếc nào xảy ra. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 của thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều khu vực dân cư thuộc địa bàn các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và Hải Châu. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với tổ dân phố 31, khu vực Hòa Phú 1, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Tại quận Thanh Khê, thành phố thực hiện cách ly khu vực toàn bộ 5 tổ dân phố thuộc phường Hòa Khê, một tổ thuộc phường Thanh Khê Đông, một số ngõ hẻm thuộc phường Tân Chính. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với 4 tổ dân phố thuộc phường Hòa Thuận Tây, một số đoạn thuộc đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thời gian áp dụng thực hiện biện pháp cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Thành phố cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo các sở ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn các quận huyện, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông đáy. Khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý thì đã gặp không ít khó khăn, thậm chí là còn bị các đối tượng khai thác cát trái phép chống đối và hành hung. Trên báo Lao Động có bài viết Ninh Bình gian nan cuộc chiến chống cát tặc trên sông đáy. Và đây cũng là bài viết khép lại phần điểm báo của chúng tôi ngày hôm nay. Tuyến sông đáy chạy qua địa bàn tỉnh Ninh Bình có chiều dài 94,5 km với mật độ phương tiện đường thủy qua lại hàng ngày rất lớn. Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông này diễn ra khá phức tạp, nhất là vào ban đêm. Tình trạng khai thác cát trái phép chủ yếu diễn ra ở khu vực giáp ranh giữa các xã của huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, Ninh Bình và các xã ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Những chiếc tàu vỏ sắt tự chế, ban ngày những chiếc tàu này được neo đậu trong các kênh rạch, đến đêm lợi dụng bóng tối thì tiến hành chạy ra sông đáy hút cát.
Trung tá Đỗ Văn Bình, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Ninh Bình cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đáy diễn biến phức tạp, nên Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là việc tăng cường xử lý truy bắt những tàu hút cát trái phép trên sông Đáy. Hàng năm đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm, thu giữ nhiều phương tiện khai thác cát trái phép. Bài viết đáng chú ý được đăng tải trên dantri.com.vn. Cụ thể, ngày 13 tháng 8, Thanh tra thành phố Cần Thơ công bố quyết định thanh tra dự án khu đô thị mới Thới Lai. Dự án này đang bị người dân phản ứng do thực hiện sai vị trí so với phê duyệt. Cần Thơ thanh tra dự án khu đô thị xây nhầm chỗ. Liên quan đến dự án này, tối 12 tháng 8, một người đang ở Cần Thơ đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện thì người đàn ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi bởi các bác sĩ. Khi mọi người phá cửa thấy ông này nằm bất động, miệng sùi bọt mép và được đưa đến cấp cứu bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, nhưng tình hình trở nặng nên chuyển bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Được biết là ông Ca là người đàn ông đã uống thuốc sâu tự tử, là người bị tòa nhân dân hai cấp ở thành phố Cần Thơ tuyên phạt 6 tháng tù giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, dự kiến phải chấp hành án vào ngày 13 tháng 8. Trước đó, tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Thới Lai do công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cadiz làm chủ đầu tư. Gia đình ông thì không đồng ý với giá bồi hoàn, tiến hành khiếu kiện, nhưng đến đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân của huyện Thới Lai đã tiến hành cưỡng chế giao đất cho công ty Cadiz triển khai dự án. Công ty này sau đó ký hợp đồng với công ty Hưng Thịnh Phát thực hiện xây dựng nhà kho để thi công hạng mục san lấp mặt bằng thì bị ông Ca kháng cự. Do bức xúc nên ông Ca đã dùng máy xúc làm sập nhà kho tạm này. Theo kết luận giám định thì nhà kho bị sập hoàn toàn, giá trị thiệt hại là hơn 29 triệu đồng. Sau đó thì ông Ca đã bị khởi tố và xảy ra cái sự việc đau lòng như vừa đề cập trên. Sự cố nước mặn xoáy đáy cống Chùm Thuật Nam, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tràn vào nội đồng vùng ngọt vào đầu năm 2020 đã làm cho một lượng lớn nước mặn ngấm vào chân đất một số ấp Chùm Thuật A, kênh giữa, bãi ghe. Hiện nay khi mưa xuống, lượng nước mặn này không được bơm ra bên ngoài như kế hoạch trước đó nên đã hòa cùng với lượng nước mưa trên đồng làm thiệt hại hơn 200 hectare lúa hè thu. Và con số này chưa phải là con số cuối cùng. Theo thống kê từ Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hải, vụ lúa hè thu năm nay, toàn xã gieo xạ được 3.770 hectare. Đến thời điểm hiện tại có 208 hectare lúa hè thu gieo xạ bị thiệt hại từ 30 đến 100% do ảnh hưởng của chân nước mặn và phèn. Cụ thể có 82 hectare bị thiệt hại từ 30 đến 70% và 126 hectare bị thiệt hại từ 70 đến 100%. Qua kiểm tra thì xã cũng kiến nghị với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hỗ trợ kỹ thuật để giúp bà con trong cái khắc phục, hướng dẫn cho bà con như bón lót phân để hạ phèn, hạ giảm độ mặn, rồi tỉa dặm lại các cái diện tích mà bị thiệt hại ít. Nếu như tháng này của những năm trước đây, ruộng lúa hè thu của ông Võ Văn Khoai đã bắt đầu có đồng đồng đất. Năm nay dù đã tốn hơn 8 triệu đồng cho chi phí giống, cày đất, phân bón, nhưng ông đành phải ngậm ngùi bỏ vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Là nó chuẩn bị nó hối gốc luôn nè, nó đen gốc luôn nè. Là 4-5 năm trước là có nước mặn vô mà vô ngay cái mùa nước, thành ra mà còn thấp đó 3 năm trời. Đó, mấy năm rồi nó hơi đỡ lại là bớt phèn, bớt mặn. Rồi bây giờ năm rồi năng suất cũng hơi nhảy lên chút đỉnh. Rồi bây giờ năm nay là bị nước mặn mà vẫn vô tháng hạn. Giờ mình không biết như thế nào đây, bây giờ yêu cầu ở trên phải cách nào như thế nào, hỗ trợ giờ khắc phục như thế nào đó, cho người dân ở đây đỡ. Chứ giờ cái vụ này đã bỏ rồi đó. Mà bỏ vừa qua năm vụ tới nữa là bắt đầu là cỏ nào năng đó, chi phí rất nặng thêm nữa. Năm nay là xả xuống là bị nước mặn được rồi, là nó chết, là không lên luôn hột nào luôn á, vừa xả xuống là nó thúi luôn à, không có rễ nổi. Cá thì cũng không có, mà giờ năng thì nó lên đầy nhóc hết. Vụ này giờ bỏ luôn chứ đâu có làm gì được nữa đâu, giờ nếu xả xuống nữa thì cũng chết nữa thôi. Vì vùng này mà nếu mà mình trục lật đầu à, đợt sau là bị nhiễm rồi, nhiễm là xả xuống nó cũng y chang vậy thôi. Thà bỏ chứ nếu mà làm nữa thì lỗ nữa. Hiện tại hàng trăm hộ dân sản xuất lúa ở xã Khánh Hải đang phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau để có thu nhập.
có người thì trục đất khắc phục thiệt hại, người thì đặt lờ răng lưới kiếm sống qua ngày, chờ hỗ trợ từ ngành chức năng để có vốn tái đầu tư sản xuất vụ sau. Còn khoảng một tháng trở lại đây, tình trạng sạt lở đê bao trên địa bàn của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân tại đây. Trên tuyến sông Cái Bè đoạn thuộc ấp 3 xã Phú An xảy ra một điểm sạt lở nghiêm trọng có chiều dài 47m, rộng 2m, đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường giao thông nông thôn, đe dọa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái của người dân. Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền địa phương đã đặt biển báo cấm phương tiện 3, 4 bánh lưu thông qua khu vực này, làm rào chắn cảnh báo, đồng thời vận động người dân hiến đất mở đường tạm cho bà con đi lại trong thời gian chờ khắc phục sạt lở. Trong ngày đó là nó lỡ một mét mấy âm vô trong đan là khoảng 7-8 tấc ở chỗ thước, rồi đầu với bộ xã rồi. Ta động viên thì mình sẵn sàng hiến cái đường đây, là bứng kiển rồi vô rồi làm trong tới nay 4 giờ chiều là rồi là khuya là 2 giờ 2 rưỡi khuya là nó sập hết lưới đan xuống luôn. Ở đây là đường tránh là xe không đa không là phải nói là mấy ngàn luôn á. Rồi xe người ta chuyển hàng quá, tiệm quán này kia nọ là dữ lắm cái đường này, đường tránh mà. Giờ cũng hướng về trên, cấp trên, cái chỉ đạo để làm đê bao, nước lũ tháng này cũng tháng 8 rồi. Cũng tranh thủ làm cho dân mình chứ không nó lỡ đây là nguyên khu này cái trái chết hết rồi, nhờ cái trên hỗ trợ lẹ lẹ làm cho dân đỡ cái thiệt hại. Còn trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, dọc tuyến đê bao sông Ba Rài, sau nhiều trận mưa lớn kết hợp việc thay đổi dòng chảy đã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Trong đó có 2 điểm sạt lở lớn, một đoạn dài 67m, rộng 5m và một đoạn dài 25m, ăn sâu vào đất liền khoảng 4m, làm chia cắt đường giao thông liên xã, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Trước mắt, ngành chức năng tiến hành xử lý bằng dọ đá, đảm bảo cho xe mô tô lưu thông tạm thời. Hiện nay thì xử lý sạt lở nói chung là nó rất là nhiều trên cái địa bàn của huyện. Do đó là mình xử lý theo cái hiện trạng, một là xử lý bằng cừ bạch đàn nặng hơn chút, là giống như ở đây là xử lý bằng những rọ đá, xếp rọ đá. Cái nặng nữa mà hiện nay mà giờ cái này thì nó chắc chắn là chúng ta xử lý bằng kè bê tông cọc giữ ứng lực. Nhưng mà cái đó thì kinh phí nó lớn. Do đó là những cái điểm nào mà nói chung là không còn cái biện pháp nào xử lý mà để mà giảm nhẹ kinh phí á. Tại vì chúng ta phải san sẻ qua những cái điểm sạt lở cho nó đều hết, chứ không thể nào mà đầu tư vô một chỗ. Bà con rồi nói chung là chính quyền địa phương, tất cả các ngành các cấp chúng ta cũng tham gia rồi cũng cùng nhau để giải quyết. Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển tại các tỉnh Tiền Giang, Long An và Bến Tre ngày càng nghiêm trọng. Quy mô, mức độ sạt lở lớn xảy ra nhiều hơn các năm trước. Mặc dù các địa phương đã có nhiều giải pháp để ứng phó, song tình hình sạt lở ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh kế của người dân. Thưa quý vị, thời gian vừa qua thì VTC News có đăng tải những bài viết như là xe dù bến cóc tung hoành ở Bắc Ninh, công an huyện nói không có thẩm quyền xử lý, được phản ánh tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trái hình anh như hoạt động gây mất trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 17 đoạn qua các huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, gây ra tình trạng kinh doanh vận tải bất bình đẳng trên địa bàn. Và lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dừng đón trả khách sai quy định, xử lý triệt để tận gốc hiện tượng xe dù bến cóc. Đây cũng là nội dung nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên VTC News. Xe dù bến cóc tung hành trên phố, công an Bắc Ninh chỉ đạo xử nghiệm. Trả lời VTC News, đại tá Nguyễn Văn Huệ, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau thời gian hết giãn cách xã hội, tình trạng xe dù bến cóc núp bóng xe hợp đồng hoạt động đón trả khách, bốc xếp hàng hóa trái quy định trên tuyến quốc lộ 17, quốc lộ 38 và các tuyến tỉnh lộ thuộc địa bàn của huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Bắc Ninh có biểu hiện hoạt động trở lại. Căn cứ tình hình thực tế, công an địa phương sẽ huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, kiên quyết xử lý triệt để tận gốc các điểm phát sinh hiện tượng xe dù bến cóc tại địa phương, tuyệt đối không để tái diễn. Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên VTC News tại tỉnh lộ 280, 284 và quanh khu vực thị trấn Đông Bình, ngã tư cống đoạn cùng với khu đô thị làng nghề Đại Bái nằm trên quốc lộ 17, đoạn qua huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, không khó để bắt gặp tình trạng xe dù, xe hợp đồng trái hình ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách, đặc biệt là gây mất trật tự an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm. Theo đó thì VTC News cũng đã đặt lịch làm việc với một số các cơ quan như Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh. Và hiện thì cơ quan này cho biết cả đội có 5 cán bộ quản lý 3 huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành, lực lượng thanh tra ít người nên là không thể đủ thẩm quyền để kiểm tra giám sát hết được tình trạng xe dù bến cóc.
Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc, xe hợp đồng trái hình, tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh rất cần sự vào cuộc quyết tâm của các cấp các ngành các địa phương. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường, cần phải tăng cường giám sát phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cần thực hiện nghiêm việc thu hồi phù hiệu, dừng cấp phù hiệu xe hợp đồng cho các tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định sử dụng xe hợp đồng để vận chuyển hành khách trong ngoài tỉnh, qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và ngăn ngừa tai nạn giao thông. Cao tốc Hạ Long Vân Đồn mặc dù mới được đưa vào khai thác khoảng 1 năm, nhưng mà tình trạng sạt trượt hiện lên tới hàng chục điểm gây nguy cơ về mất an toàn giao thông. Những điểm sạt trượt này đều nằm trong phạm vi thi công của các gói thầu và đang còn trong thời hạn bảo hành. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Đây chính là vị trí, cách đây không lâu, một tảng đá nặng cả chục tấn bất ngờ lăn từ mỏm đá này xuống cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Một đoạn hàng rào chắn dài cả chục mét bị xé toang. Tảng đá rớt xuống đường và làm vỡ giải phân cách tuyến đường nặng cả tấn, kéo dài khoảng 3 mét. Theo đánh giá của Ban Quản lý Vận hành và Bảo trì Cao tốc Hạ Long Vân Đồn thuộc Công ty Cổ phần BOT Biên Cương thì đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề. Việc gia công điểm lở này hiện là dùng lưới thép bao khu vực sạt lở nhưng chỉ mang tính tạm thời. Tuyến Hạ Long Vân Đồn trước mùa mưa năm nay chúng tôi đã thống kê 21 điểm tiềm ẩn để quan trắc. Và qua cái cơn bão số 2 vừa rồi thì có 3 điểm phát sinh thêm. Các điểm quan trắc kia có điểm có dấu hiệu, có điểm không. Và cái đánh giá của BOT là sau cái đợt cơn bão số 2 vừa rồi thì ba cái điểm sạt trượt mới này cái dự kiến nó lên khoảng 40 tỷ tiền sạt trượt để gia cố lại. Ông Tân xác nhận tình trạng sạt trượt dọc tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn dài hơn 50 km hiện vẫn đang còn nhiều tiềm ẩn với trên 20 điểm. Các điểm sạt này thuộc phạm vi thi công của các nhà thầu 122 Vĩnh Thịnh, Nam Hòa và 471. Trước mắt khi mà đánh giá được nguyên nhân, nếu như thuộc về nhà thầu thì chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu khắc phục. Còn nếu như thuộc về thiên nhiên thì chúng tôi báo cáo lãnh đạo với người nhà đầu tư để chuẩn bị kinh phí để khắc phục. Khi sự cố xảy ra thì chúng tôi được công ty cử đến đấy cùng với đến nhà đầu tư thì dọn dẹp vệ sinh rồi là khắc phục lại những cái đá lở rồi là nói chung là hiện tại nó còn làm và nó còn chờ khảo sát xong rồi chúng tôi tiếp tục thi công sau. Để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế nguy cơ về tai nạn cho phương tiện lưu thông qua lại, hiện Ban Quản lý Vận hành và Bảo trì Cao tốc Hạ Long Vân Đồn đã rào đường, tổ chức phân luồng giao thông tại các điểm xảy ra sạt trượt. Còn đối với những điểm có nguy cơ, hiện đã được bố trí camera giám sát, theo dõi và lực lượng tuần đường kiểm tra liên tục. Bộ phận tuần đường đã đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện và phân luồng và cảnh báo những điểm nguy cơ sạt lở cao và không cho phương tiện giao thông đi vào những nguy cơ sạt lở đấy. Và bố trí thường xuyên túc trực tại những điểm sạt lở đảm bảo an toàn giao thông cao nhất. Hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở dọc tuyến cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Nhưng với hiện trạng lở đường như thế này thì dấu hỏi về chất lượng thi công là khó tránh. Được biết công trình này do liên danh Teddy và Teddy Not là tư vấn giám sát dự án.